Chào mọi người nhé, hôm nay em lại đi đánh cuốc này. Đôi cuốc này thì em đã đánh 3 lần thì không được, đánh mục 3 lần không được. Thì hôm nay em quyết định mang lồng trần và thòng ra đây để đánh nhé. Đây, mọi người nhìn này. Nó tìm mãi xem em tìm được một cái đá ở điểm như này nhé. Thì nó đang ở trong đây. Nó đang ở trong cái bụi này. Đấy, từ nãy là em gọi nó đang ở bên trong kia nhé. Thì đây, em sẽ bố trí cắm thòng từ đấy. Mặt bên này thì chắc chắn là nó sẽ không đến cái phía bên này, em không cần cắm nhá. Ở trong chỉ cần một cắm một chặn chặn một cái như kia thôi. Đó, các bác nhìn này. Chăm căng quá giờ nó lẹ ra đẻ đấy. Ok, mọi người chờ kết quả của em nhé.
khuyến mại thêm một kèo đánh các bác đây nhá, đánh chẳng nghịch không cần phải mồi giả nha, chỉ cần loa và thòng thôi, và đánh trực tiếp bằng thòng cuốc luôn nhé. Nhưng mà khi đánh ấy, thì các bác lưu ý là chúng ta sẽ phải hơi hạ cái chân thòng hướng, hạ cái vòng thòng như em này đấy, vì con nghịch nó nhỏ mà chân nó thấp, nhưng mà mình để tầm này là nó chui đầu là vừa nhá. Đây này, như em cắm này đấy, em sẽ hạ hết xuống, hạ thấp đều xuống. Đây người nhìn này, kết quả đây muộn loa thôi. Con chằng nghịch này đánh nó đã sung rồi, đánh cực kỳ dễ, không cần ngồi giả. Các bác nếu bác nào mà chuyên đánh nghịch thì chúng ta mua thòng nghịch, còn không thì mua thòng cuốc về thì chúng ta đánh đa năng được luôn nhá. Đây, sợi thòng bên em rất chi là mềm nhá, mọi người nhìn chưa, và ngụy trang rất tốt, mọi người nhìn nhá, màu xanh đẹp đấy nhá. Vừa em đánh cuốc bên kia nhá, xong thấy nó con này nó kêu bên đây thì tiện không có mồi thì em phang luôn bằng loa nhá. Đấy, mọi người nhìn chưa, ok, để em bắt nó.